Chào các bạn, hôm nay ta nói về lập trình gia công 2.5 trong Sumatron, những cái điểm cơ bản nhất về gia công 2.5. Thì để gia công 2.5 thì các bạn cần tạo một cái nhóm toolpath là 2.5. Các bạn thấy ở đây, mình sẽ tạo ở đây là 2.5. Thì cái cách tính là sang Sumatron á, thì các bạn mua cái phần NC á, thì mặc định là các bạn có sẵn luôn cái 2.5. Rồi nếu các bạn muốn gia công 3.5, 4.5, 5.5, các bạn mua thêm vào. Còn khi các bạn mua NC solution bình thường á, các bạn chỉ có 2.5 mà thôi. Thì các bạn hãy chọn 2.5 ở đây, các bạn đồng ý là các bạn vô cái môi trường gia công 2.5, hoặc các bạn có thể chọn một cái toolpath 3.5. Các bạn thấy đây, các bạn hãy tạo một toolpath 3.5. Ok, thì trong bản thân trong cái toolpath 3.5 này á, nó đã gồm luôn cái 2.5 trong đó rồi. Thế vì trong Sumatron gia công 2.5 là như thế nào, các bạn xem nha. Nó có một cái nhóm lệnh nó tên là 2.5 axis, nghĩa là gia công 2.5, và nó gồm có những cái chương trình con bên trong đây. Thì ở những tòa tiếp theo đó, tôi sẽ nói chi tiết nó là cái gì, nhưng mà tổng quát nhất về gia công 2.5 trong Sumatron là các bạn biết về cái cách nội suy 2.5, tức là nó sẽ gia công là x y z không đồng thời, có nghĩa là chỉ là x y rồi sau tới z, rồi x y rồi tới z, chứ nó không, nó chạy ra được những cái đường, nó không nội suy những cái đường 3D, đường cong 3D có cả x y z đồng thời. Thì có thể các bạn lập trình thì là x y rồi z, hoặc ngược lại có thể là z x rồi y, hoặc là x y z x, nhưng mà không bao giờ có tình huống là x y z đồng thời các bạn. Nó chỉ được có hai trục, và cái trục thứ ba là chạy lập với trục hai trục còn lại. Thì cái ưu điểm của 2.5 là nó rất là nhanh, do nó chỉ tính x y, hoặc nói chung chỉ tính hai trong ba tọa độ là cái nhất. Cái thứ hai nữa là nó không có tính tới bề mặt, cho nên lập trình rất là nhanh. Tốc độ ví dụ như căn những cái bucket như thế này á, nếu các bạn lập trình bằng 2.5 thì hầu như là kêu bằng lít ok á, là mà có kết quả liền. Còn nếu như các bạn lập trình mà volume á, 3.5 hoặc là surface á, thì nó phải tính mất một khoảng thời gian. Thì đó là ưu điểm nhất là tính rất là nhanh. Cái ưu điểm thứ hai của nó là nó không cần stop cái tính toán. Các bạn chỉ có thể đơn giản là các bạn đập cái AutoCAD vào 2D, rồi các bạn chọn cái đường bao và bạn tính thôi, chứ các bạn không cần tạo một cái mô hình surface như thế này. Này, tôi ví dụ nha, bây giờ tôi sẽ lập trình thế này, tôi chuyển sang 2D, tôi vẽ một cái sketch một chữ nhật đây, thế này, này tôi đã có thể chập trình gia công được rồi. Này, tôi có thể là vô Procedure, tôi chọn là 2.5, tôi chọn là cái contour tôi đã đây, à, là tôi đã gia công được rồi. Tôi không cần phải cao một hình 3D thế này, cho nên cái tình huống mà mình chuẩn bị base đó, mình làm bằng giấy AutoCAD đó, cái mình xuất qua bên Sumatron này á, các bạn làm rất là nhanh, tại vì nó không cần mô hình stock. Nhưng nó có một cái nhược điểm rất là lớn là nó không hề biết tới bề mặt, cũng như nó không hề biết tránh phôi. Nó chỉ chạy theo cái đường curve, các bạn xem nha. Tôi lập trình thử của các bạn xem nè. Ví dụ đây tôi làm một cái 2.5, tôi chọn là top spiral nha, tôi chọn cái đường curve, tôi làm vô cái đường này, thì nó chỉ quan tâm tới là gì, in nè, rồi là trong đường curve, và hai cái cao độ, ví dụ như là từ top là từ đâu, từ đây nha tới đáy là ở đâu, rồi dịch dao đứng, dịch dao ngang là nó đã chạy rồi các bạn. Và thế nè, và nó không hề biết cái chuyện là cái mặt này có hay không có mặt, nó không quan tâm, nó chỉ biết cao độ và cái đường cơ dài là nó chạy. Cho nên cái việc kiểm tra va chạm các phạm là mình vẫn tự làm chuyện đó, chứ Sumatron sẽ không làm cho mình chuyện này trong 2.5. Ví dụ như ở đây, nếu như tôi chuyển sang, tôi chọn cái đường curve này nè, ấy lộn rồi, tôi bỏ đường curve này đi nha, cái đường này sai tôi bỏ đi, tôi chọn đường curve là chọn đường curve cũ nè, và tôi chọn là on, nghĩa là tâm dao nằm trên đường curve á, thì là các bạn thấy đây, con dao mình bây giờ nằm nè các bạn, đó ra nó sẽ ăn phạm vào chi tiết luôn. Và cái việc này Sumatron sẽ không check cho mình được ở 2.5. Nếu như các bạn lập trình 3D á, surface hoặc volume á, thì sẽ tự động nó kiểm tra và nó biết là nó phải dịch con dao vào trong để nó không cắt phạm vào chi tiết của mình. Nhưng với 2.5 nó sẽ không làm chuyện đó. Thì nói chung lại nó sẽ có những ưu đặc điểm dưới đây. Thứ nhất là nó lập trình nội suy x y không đồng thời với z, hay tổng quát hơn là hai tọa độ sẽ không đồng thời với tọa độ còn lại, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tính toán rất là nhanh. Cái thứ ba là nó không cần phôi để chạy, nó chỉ cần một cái đường viên và một cái cao độ nó chạy được rồi. Cái thứ tư là gì, cái việc kiểm tra va chạm là do bản thân mình tự làm, chứ Sumatron không làm được cho mình.
Thì đó là tổng quan về Jack 2.5. Chúng ta sẽ làm chi tiết hơn tất cả những chương trình của nó trong tập tiếp theo. Rồi, cảm ơn các bạn.